Hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Sasai Vlog. Thì hôm nay mình sẽ làm một vlog làm đồ ăn nha mọi người. Thì bây giờ là cũng là buổi chiều rồi, thì mình sẽ làm cơm tối nha. Hôm nay mình sẽ làm món là thịt heo ram mặn theo công thức của mình, với lại canh là canh cải thìa nấu với tôm khô nha mọi người ha. Thì trong nhà mình á, là mình là đầu bếp chính nha mọi người. Vợ mình á thì cũng nấu được, nhưng mà những món vợ mình nấu á thì chủ yếu là đơn giản cho nhanh, còn mình á thì nấu theo kiểu cầu kỳ và gia vị đậm gia vị hơn, ngon hơn. Ok, hôm nay cùng theo chân mình xem coi là món ăn có những gì đặc biệt nhé. Đầu tiên không thể thiếu đó chính là ba rọi heo nha mọi người. Ba rọi heo mình mua ở ngoài Bách Hóa Xanh. Thì ở đây và mình có 300g nha mọi người ha. Mình chọn là ba rọi mà phần thịt với lại phần mỡ nó tỷ lệ thuận với nhau vậy nè, chứ đừng có mỡ nhiều quá hoặc là thịt nhiều quá. Đó, nó cứ mỡ với thịt cứ xem xem nhau vậy nè, thì mình hãy chọn nha. Bây giờ thì mình sẽ cắt bọc ra nha mọi người ha. Chúng ta sẽ có được miếng thịt heo ba rọi giòn rất là tươi và ngon nha mọi người. Đây, thì bây giờ chúng ta sẽ cắt cái này ra làm bôi nhé. Và được 2 miếng thịt. Bây giờ chúng ta sẽ rửa nó qua bằng muối nha mọi người ha. Chúng ta sẽ rửa thịt heo đầu tiên qua nước trước. Sau đó thì mình sẽ bỏ muối vào nha. Mình bỏ muối vào rồi mình tiến hành bóp. Đó, mọi người cứ bóp thịt heo với muối cho mạnh tay về để nó ra hết luôn mấy cái chất dơ ở trong thịt heo ra. Hồi đó mình đâu có biết nấu ăn đâu, nhưng mà từ đợt mà đợt dịch Covid á thì mình ở với vợ mình vào bếp luôn, mình vào bếp cái mình biết nấu luôn. Kiểu như là mình muốn cho vợ mình á ăn những món mà nó ngon hơn á, tại lúc đó là vợ mình đang mang bầu con mình. Ok, bây giờ chúng ta sẽ rửa xả lại với nước nha. Không cần mà phải bóp thật kỹ và bóp quá lâu nha mọi người. Thì chúng ta chỉ cần bóp cho muối á sát qua cái miếng thịt heo hết tất cả các vị trí luôn, rồi sau đó là mình sẽ rửa sơ lại qua với lại nước thường nha, là xong. Ok, vậy là đã xong công đoạn sơ chế thịt heo. Giờ chúng ta sẽ thái miếng gừng nha mọi người ha. Thái gừng rồi sau đó là mình sẽ trụng sơ thịt heo
với lại nước rồi bỏ mấy miếng gừng này vào để giống như là khử mùi tanh của thịt á, với lại mình cho thịt nó thơm hơn. Ok, bây giờ trong lúc mà chờ đợi cho nồi nước nó sôi lên thì chúng ta sẽ sơ chế cải thìa nha mọi người ha. Cải thìa mình cắt bỏ gốc đi. Ok, bây giờ khi mà nồi thịt sôi rồi thì chúng ta tắt bếp nha. Sau đó vớt hai cục thịt ra để cho ráo nước luôn nha mọi người ha. Đấy, chúng ta được hai cục thịt rất thơm mùi gừng. Sau đó thì chúng ta sẽ vớt bỏ hết tất cả những cái mà bọt á, cái này giống như là từ máu của thịt con heo ra mọi người, thì chúng ta bỏ ra hết nha. Bây giờ trong lúc mà đợi thịt heo ráo nước thì chúng ta sẽ rửa cải nha mọi người ha, kiểm tra coi có cái lá nào nó bị sâu ăn hay không thì chúng ta sẽ bỏ. Rồi sau khi mà rửa quanh một lần nước như vậy nè thì chúng ta sẽ bỏ muối vào cho ngâm với lại cải nha. Bây giờ chúng ta sẽ nấu trước món canh nha mọi người ha, để sau khi mà nấu xong canh á thì mình sẽ lỗ hết canh ra một cái tô rồi dùng lại cái nồi này để làm món thịt nha. Vậy cho khỏi cần mà phải rửa hai ba nồi. Bây giờ thì mình sẽ bỏ tép khô, tôm khô chứ, vào luôn nha mọi người, để lấy nước. Bây giờ mình sẽ đợi cho nước nó sôi trở lại rồi sau đó là bỏ hết tất cả rau mà mình đã rửa qua với muối rồi đó. Đó, mình bỏ vô trong nồi luôn ha. Bây giờ nước đã sôi rồi, chúng ta bắt đầu cho rau vào. Chúng ta cứ bỏ vào xong hết rồi mới bắt đầu tiến hành nêm nếm nha. Bây giờ nước đã sôi, chúng ta cho hạ nhỏ lửa rồi bắt đầu tiến hành nêm nếm. Ở đây mình sẽ nêm hai muỗng hạt nêm nha mọi người ha. Sau khi nêm xong hai muỗng hạt nêm thì chúng ta thử coi là đã được chưa nha. Thank you.
Thì đối với những bạn mà thích ăn lạt lạt á thì như vậy là ổn rồi nha. Còn nếu mà mặn mặn thêm chút nữa thì chỉ cần thêm một muỗng hạt nêm nữa là vừa nha. Ok, vậy là món canh đã xong, chúng ta tắt bếp và chuẩn bị làm món thịt nha. Rồi ok, chúng ta tới món chính nha mọi người. Sau khi để ráo nước thịt xong thì chúng ta sẽ bỏ qua một bên ha. Và bắt đầu tiến hành là sơ chế một số gia vị để chuẩn bị là ướp với lại thịt heo. Thì ở đây mình sẽ dùng một cây sả nha mọi người ha. Sả thì chúng ta sẽ cắt thành từng khoanh mỏng nha mọi người ha. Đây như thế này đấy. Sau khi cắt xong này, chúng ta bỏ vào trong thịt heo thì chúng ta tưới nó ra như thế này đấy, tưới nó ra như thế này, phải bỏ vào thôi. Tưới nó rất đơn giản, tại bởi vì sả nó lại có nhiều lớp á, xếp vô với nhau á, chúng ta chỉ cần dùng tay là tách nhẹ ra là nó đã trở thành những cái miếng nhỏ nhỏ như thế này rồi. Hôm nay mình sẽ dùng tỏi nha mọi người ha. Mình sẽ dùng từ 3 cho đến 4 tép tỏi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ tách vỏ ra. Sau khi tách vỏ xong thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành là bầm tỏi ra nha mọi người ha. Ok, sau khi mà bầm rồi thì mình bỏ hết vào trong bên tô thịt luôn nha mọi người. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nêm nếm gia vị ha mọi người. Ở đây chúng ta sẽ nêm một chút muối, hạt nêm chúng ta sẽ nêm 2 muỗng nha mọi người ha, 2 muỗng cà phê. Chúng ta sẽ cho vào đây từ 2 đến 3 muỗng mật ong nha mọi người. Thì ở đây mật ong ấy, nó có tác dụng là sẽ giúp cho thịt chúng ta sẽ thơm hơn nè, với lại là nó sẽ giúp cho miếng thịt ấy, nó được mềm hơn đó.
Sau đó chúng ta sẽ dùng tới dầu hào nha mọi người. Cũng tương tự là chúng ta sẽ dùng từ 2 đến 3 muỗng dầu hào. Nửa muỗng cà phê tiêu thôi nha mọi người ha. Bột ngọt thì không có cà phê, muỗng cà phê hay gì hết nha mọi người. Và chúng ta chỉ cần nêm ít thôi, không quá nhiều nha. Để vì ăn nhiều bột ngọt quá cũng không tốt. Đây, chỉ cần lấy một nhúm vậy thôi. Rồi, để hãy vô. Xong, sẽ nêm đường nha mọi người. Đường, ở đây mình sẽ dùng cả 2 muỗng cà phê đường nha. Rồi, mình sẽ dùng là nếp mắm Chinsu, nó mang hương vị cá nó ngon hơn so với lại những loại nước mắm khác. Mình thích dùng Chinsu hơn. Ở đây mình cũng sẽ dùng từ 2 đến 3 muỗng nước mắm. Thêm chút nữa. Ok. Đây, mình sẽ sử dụng tương ớt Chinsu cay nha mọi người ha. Sẽ sử dụng là từ 2 đến 3 muỗng tương ớt, 2 muỗng rưỡi thôi là được rồi nha mọi người, nhiều quá nó sẽ mặn. Ok, kế tiếp là chúng ta sẽ sử dụng dầu nha. Dầu ăn thì mình dùng cỡ 2 muỗng dầu ăn thôi là được rồi nha mọi người, đừng có bỏ nhiều quá. Xong. Và cuối cùng, ớt nha mọi người. Mình sẽ sử dụng ở đây là 4 trái ớt xiêm xanh nha. Còn nếu mà mấy bạn có ớt hiểm đỏ thì dùng cũng được nha. Tại ớt xiêm xanh này là mình mua đợt trước á, còn trong tủ lạnh nên mình dùng cho hết luôn. Đó, mình sẽ cắt nhỏ nhỏ ra, bỏ vào trong tô thịt. Ok, và thế là xong công đoạn ướp thịt nha mọi người. Thì bây giờ đeo bao tay vào và bóp cho đều gia vị nha. Sau khi thoa bớt cho thịt hòa quyện với lại gia vị thì chúng ta sẽ để ướp cho cỡ từ 5 đến 10 phút nha mọi người. Ok, sau khi mà ướp thịt từ 5 đến 10 phút xong á thì chúng ta sẽ bắt bếp lên nha. Mình bỏ dầu vào, bỏ một chút thôi để nó tráng cái nồi á. Đó, không cần phải bỏ nhiều quá và mình cũng không cần mà phải phi tỏi nha mọi người, tại bởi vì trong thịt á cũng đã có tỏi rồi. Ok, bây giờ dầu đã sôi rồi nè, chúng ta bắt đầu cho thịt vào nhé. Chúng ta sẽ bỏ thịt cùng với lại tất cả những cái mà gia vị á, bỏ vào hết trong nồi thịt luôn. We'll be right back.
sẽ để cho hai cái mặt thịt này nè, nó áp vô chảo. Mình để lửa vừa thôi nha, đừng lớn quá nha mọi người ha. Mình cho áp vào chảo như vậy, mỗi mặt là từ 30 đến 40 giây nha mọi người. Nước á, bây giờ cái nước sốt á, nó đang sắn lại nè. Chúng ta sẽ bỏ vào một chút nước. Bỏ vào một chút nước sôi nha mọi người, hoặc là nước lọc cũng được nha. Đó, giờ chúng ta sẽ tiến hành trở cái mặt còn lại của miếng thịt qua nha mọi người. Cỡ sau một phút á thì mình sẽ cho thêm nước lọc vào nha mọi người ha. Đó. Rồi chúng ta sẽ bật lửa lớn lên. Chúng ta sẽ bật lửa cho lớn lên nha. Rồi cho tới khi mà cái nước á, nước này nè, nó sệt lại là ok, là món thịt đã đạt rồi nha mọi người ha. Lâu lâu chúng ta sẽ trở mặt miếng thịt lại nha mọi người ha. Ok, nước đã kẹo lại rồi nha mọi người ơi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tắt bếp nha. Và lấy hai miếng thịt ra. Giờ hấp dẫn không? Đây. Kế tiếp là chúng ta sẽ cắt miếng thịt ra. Mình sẽ dùng một cái nĩ như thế này nha, cắm vào cục thịt, bỏ qua thớt. Lấy nĩ ghim vào cục thịt như thế này. Đó, mình cứ thế thái thôi nha mọi người. Đây, cho mọi người xem miếng thịt sau khi cắt ra nó sẽ như thế nào. Là miếng thịt sau khi cắt ra nha mọi người. Mình xin miếng nha. Mời mọi người. Thịt mình làm như vậy nè, ăn á, nó không hề bị khô nha, vẫn còn mỏng nước nha. Ăn rất là ngon. Không hơn cái nước sốt này nữa nè. Cái nước sốt mà của mình á, thì khi mà chan vào cơm, ăn chung với thịt này là nhức mắt luôn nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ cắt hết hai miếng thịt này ra nha. Và cuối cùng đó chính là nước sốt nha mọi người. Nước sốt mình sẽ chan thẳng vào thịt luôn.
Dạ, mình đói quá rồi. Cũng may là món vừa mới xong nha mọi người. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu là dọn món lên và ăn thôi. Bây giờ dọn cơm lên, món mặn, món canh rau. Hồi nãy là mình có sắc thêm hành lá đó, bỏ vào cho canh cho nó thơm hơn nha mọi người ha. Cơm canh xong hết rồi nha mọi người ơi. Thì đâu có gì hạnh phúc bằng nấu một bữa cơm ngon cho những người mà mình yêu thương đâu ha. Ok, đó là clip mà đầu bếp mình là đầu bếp chính trong ngày hôm nay nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nếu mà thấy công thức mà mình làm và làm theo á, thấy ngon thì cho mình xin ý kiến nha. Còn nếu dở thì cũng cho mình xin ý kiến luôn. Tại mỗi người mỗi khẩu vị khác nhau mà. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo. Bye.